người đàn ông 50 tuổi, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ, được gia đình đưa vào trung tâm y tế huyện Thanh Thủy khám vì tình trạng đau tức vùng ngực ngày càng tăng lên, cảm giác đè nặng ngực. Ngay khi đến trung tâm, người bệnh được các bác sĩ khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc thăm khám, tuy nhiên chưa tìm ra nguyên nhân. Tiếp tục theo dõi nhồi máu cơ tim, người bệnh được chỉ định kiểm tra thêm. Qua siêu âm tại phòng cấp cứu, người đàn ông bất ngờ ngừng tim đột ngột. Lập tức, các bác sĩ thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, gọi hỗ trợ và chuyển bệnh nhân về khoa cấp cứu hồi sức tích cực. Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được cấp cứu ngừng tuần hoàn, kiểm soát đường thở, sốc điện phá dung và dùng thuốc điều trị cơn dung thắt. Sau 20 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân đã có nhịp tim đập trở lại. Bệnh nhân tiếp tục được duy trì thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp và chuyển cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp sau khi cấp cứu ngừng tuần hoàn. Tại đây, các bác sĩ đã hạ thân nhiệt, lọc máu và can thiệp mạch để điều trị. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt, ông tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và tiếp tục được điều trị nội khoa tại khoa tim mạch của bệnh viện. Theo các chuyên gia y tế, nhồi máu cơ tim là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong cao. Nhồi máu cơ tim là hiện tượng một cục huyết khối đột ngột làm tắc động mạch vành, mạch máu nuôi xung quanh quả tim. Hiện tượng này làm cho máu không chảy đến nuôi được phần cơ tim và là một phần cơ tim bị chết đi. Nguy hiểm hơn, tắc những mạch máu lớn có thể làm cho quả tim của bạn ngừng đập hoặc nó có thể gây ra một rối loạn nhịp chết người. Chúng ta vẫn hay nghĩ, nhồi máu cơ tim giống như các bộ phim vẫn chiếu ở trên truyền hình, là một người đột ngột ôm lấy ngực và ngã ra. Nhưng thực sự không phải nhiều người như vậy, nhiều người chỉ có những cơn đau ngực rất nhẹ hoặc cảm thấy khó chịu ở dưới xương ức. Các dấu hiệu này có thể thoáng qua rồi lại bình thường ngay. Thậm chí có những người nhồi máu cơ tim có thể không nhận ra triệu chứng này cho đến khi có những triệu chứng đau khác xảy ra. Triệu chứng cảnh báo rõ ràng nhất đó là cơn đau ngực. Cơn đau ngực thường ở giữa xương ức và kéo dài trong một vài phút. Cơn đau có thể xuất hiện rồi hết đi và đau trở lại. Cơn đau làm cho chúng ta như cảm thấy có gì đó ép lên ngực, đau như dao đâm hoặc cảm thấy nghẹt thở. Cơn đau cũng có thể xuất hiện ở các vị trí khác như ở lưng, trên cổ, trên hàm hoặc vùng dưới dạ dày. Khó thở thường xuất hiện đi kèm với cơn đau ngực. Một số triệu chứng khác cũng có thể đi kèm như lạnh toát mồ hôi, nôn hoặc đau đầu nhẹ. Khi có những cơn đau ngực như vậy, hãy đến bệnh viện gần nhất hoặc có thể đến một viện có trung tâm tim mạch để can thiệp. Hiện nay tại nước ta có hơn 55 trung tâm tim mạch can thiệp trên 20 tỉnh thành trong toàn quốc. Khi nhồi máu cơ tim, các bạn nên đến những trung tâm tim mạch này để can thiệp. Khi có đau ngực, thậm chí không chắc chắn là cơn đau ngực như miêu tả như trên, bạn cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra. Chúng ta nên nhớ đến viện sớm nhất khi có những dấu hiệu của triệu chứng đau ngực, nghi nhồi máu cơ tim. Hiện nay các phương pháp tim mạch can thiệp có thể giúp mở thông lại động mạch vành, giúp lập lại dòng máu và cứu sống bệnh nhân. Các phương pháp tim mạch can thiệp này có thể giúp cho bệnh nhân giảm thiểu các triệu chứng. Bên cạnh đó, làm bệnh nhẹ đi, dự phòng hoặc giảm tối đa tổn thương cơ tim. Khi nhồi máu cơ tim xảy ra, việc tiến hành các phương pháp can thiệp nhanh nhất cũng có thể giúp tạo cơ hội cho người bệnh cải thiện được nhiều nhất tiên lượng của bệnh nhân. Phương pháp này có hiệu quả nhất nếu chúng ta trong giờ đầu tiên khi có cơn nhồi máu cơ tim, hoặc ít nhất là 6 tiếng sau cơn nhồi máu để thu về hiệu quả nhiều hơn. Chậm trễ hơn mỗi giờ sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong cho người bệnh. Vì vậy, cần phải tới bệnh viện có trung tâm can thiệp sớm nhất có thể. Theo các chuyên gia về tim mạch, cấp cứu nhồi máu cơ tim hiệu quả trong vòng giờ vàng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và biến chứng lâu dài. Hơn 95% bệnh nhân nhồi máu cơ tim mất giờ vàng điều trị là do tới bệnh viện trễ. Nếu được đưa nhập viện điều trị kịp thời trong khoảng 1 đến 2 giờ đầu khi khởi phát cơn đau ngực sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng và tử vong. Theo các chuyên gia, có 4 khung giờ can thiệp nhồi máu cơ tim mà người bệnh cần lưu ý để không bỏ lỡ giờ vàng điều trị. Giờ vàng là 1 đến 2 giờ đầu bệnh nhân xuất hiện cơn đau ngực. Lúc này cơ tim chỉ bị tổn thương nhẹ nhàng. Việc tái tê máu cơ tim rất hiệu quả, hạn chế cơ tim bị chết, giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng. Tiếp theo là trong vòng 2 đến 6 giờ từ khi khởi phát triệu chứng nhồi máu cơ tim. Lúc này, một lượng cơ tim đã bị tổn thương nhất định, việc cứu cơ tim sẽ giảm hiệu quả hơn so với 1 đến 2 giờ đầu. Tiếp theo là khung giờ 6 đến 12 giờ xuất hiện triệu chứng, những cơ tim bị tổn thương sẽ mất vĩnh viễn, có nguy cơ biến chứng rất nặng. Cuối cùng, giờ hy vọng mong manh là sau 12 giờ khởi phát cơn đau thắt ngực. Giai đoạn này cơ tim chết lan rộng, tỷ lệ thành công khi can thiệp là rất thấp, nguy cơ để lại rất nhiều di chứng, tỷ lệ tử vong cao. Chia sẻ về căn bệnh nhồi máu cơ tim và tầm quan trọng của việc cấp cứu trong giờ vàng, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch, Bệnh viện 198, Bộ Công an cho biết. Thì như chúng ta đã biết, nhồi máu cơ tim cấp là một cái tình trạng mà cơ tim bị thiếu máu nuôi dưỡng và hoại tử do tắc đột ngột một nhánh hoặc nhiều nhánh động mạch vành, do cái huyết khối trong lòng mạch vành
Và nhồi máu cơ tim cấp nếu như không được xử trí một cách kịp thời thì cái tiên lượng tỷ lệ tử vong rất là cao. Và nhồi máu cơ tim cấp thì thường là có 5 tiếp, và trong đó là có 2 tiếp hay gặp nhất. Đó là nhồi máu cơ tim tiếp 1, tức là tình trạng mà đứt vỡ các mảng cholesterol một cách tự nhiên. Nó gây ra làm cho cái tình trạng mà có bám máu của các tế bào máu như hồng cầu, bạch cầu, làm hình thành khối huyết khối bít tắc hoàn toàn cái lòng động mạch vành. Đấy, vào nhóm thứ hai đó là nhồi máu cơ tim cấp không liên quan đến việc đứt vỡ các mảng xơ vữa mà có do các nguyên nhân bên ngoài, ví dụ như tình trạng nhiễm khuẩn này, tình trạng sốc máu này, hoặc là các rối loạn hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm. Nhồi máu cơ tim thì là có đa số thì là những cái triệu chứng mà điển hình thì bệnh nhân sẽ có cái cảm giác là đau tức ngực và cảm giác là đau cảm như là bị đè nén, và cái thời gian đau này nó kéo dài hơn những cái cơn đau ngực bình thường, và bệnh nhân có cảm giác là có thể hồi hộp, chống ngực, vã mồ hôi. Đấy, đôi khi là có những bệnh nhân lại có cái cảm giác là rất là bồn chồn đấy, lo lắng hơn bình thường, cảm giác người nó khó chịu một cách bình thường, mà có thể là cái khó chịu lên lan từ ngực này ra lưng này lên cằm ra cánh tay. Và đôi khi một số bệnh nhân lại không phải là các triệu chứng của cơn đau điển hình thì bệnh nhân sẽ có cái cảm giác như là nóng ở vùng thượng vị, đau tức thượng vị, đôi khi có thể là có thể đầy bụng khó tiêu. Đến một số trường hợp thì lại có cái cảm giác là tim đập nhanh hồi hộp. Đấy, một số trường hợp lại có tình trạng là tụt huyết áp và choáng ngất một cách đột ngột. Các triệu chứng của nhồi máu cơ tim thì cũng rất là dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng như của viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, phình tách động mạch chủ ngực, hay là các triệu chứng như ngoài tim mạch ra như là các triệu chứng về của đường tiêu hóa. Mức độ của nhồi máu cơ tim nếu mà không được cấp cứu kịp thời ấy, thì nó rất là nguy hiểm, bởi vì trong trường hợp mà nếu không được cấp cứu và xử trí một phương pháp đúng kịp thời, bệnh nhân có thể gây các biến chứng về tổn thương cơ tim nặng nề và có thể gây tử vong. Thì như chúng ta đã thường nghe bao giờ cũng thấy là người ta hay nói cái giờ vàng. Đấy, thì đối với nhồi máu cơ tim cấp thì 1-2 tiếng đầu sau khi xuất hiện triệu chứng thì gọi là giờ vàng, và ít nhất trong 6 giờ đầu từ khi xuất hiện triệu chứng thì cái lạc sẽ làm giảm được cái nguy cơ giảm cái hoại tử của cơ tim và giảm được các biến chứng nhồi máu suy tim sau nhồi máu cơ tim. Đấy là những cái mà gọi là giờ đấy, gọi là giờ vàng. Và nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời mà không được xử lý sau cái giờ vàng này thì các biến chứng nhồi máu cơ tim mình có thể gặp đấy là tình trạng là suy tim nặng lên, đấy, sốc tim, bệnh nhân khó thở nhiều dữ dội, tổn huyết áp, và có trường hợp là phải sử dụng các thuốc vận mạch cũng như là các dụng cụ hỗ trợ như là bóng xung động mạch vành.